cho các bạn trên tay mình đang là cái sản phẩm Smart Beam, một cái máy chiếu di động của Hàn Quốc. Cái sản phẩm này thì do SK Telecom phân phối và nó của công ty có tên là INN Oyo Imno sản xuất. Thì nó có giá khoảng 300 đô ở thị trường Hàn Quốc, còn ở Việt Nam thì một số bạn nhập về bán với giá khoảng 5,5 triệu. Thì cái cục nhỏ nhỏ bằng nửa bàn tay mình sẽ có thể chiếu những cái hình ảnh từ trong cái điện thoại hay là cái máy tính của chúng ta ra cái tường và giúp bạn có cái trải nghiệm hình ảnh vui vẻ hơn, thoải mái hơn là cái việc có cứ dán mắt vào điện thoại thông minh. Thì cái sản phẩm này nó sẽ kết nối vào điện thoại của chúng ta hay là máy tính thông qua cái sợi cáp, thì một đầu nó sẽ có cái lỗ pin này và bạn gắn nó vào đây. Thì cái đầu còn lại sẽ là MHL hoặc là micro HDMI chúng ta gắn vào trong cái TV hoặc là cái điện thoại của chúng ta hoặc là cái máy tính. Thì bạn chỉ cần gắn vào thôi thì toàn bộ hình ảnh ở trên cái điện thoại nó sẽ chuyển qua cái máy chiếu. Ở đây thì chúng ta có một cái nút nguồn. Ở trên này thì không có cái gì cả. Ở đây là có cái đèn, là có cái công tắc vặn vặn để focus, để lấy nét khi mà bạn trình chiếu. Và cái cổng micro USB để sạc. Cổng sạc của này khá lớn, vào khoảng 15W, lớn hơn hầu hết các máy tính bảng hiện tại. Và nó được bao trong một cái bao cao su như thế này để đỡ bị chày, bị rơi gì đó. Thì để sử dụng thì mình sẽ nhấn vào cái nút này, nhấn vào nút nguồn thì cái đèn nó sẽ mở lên cho chúng ta và nó chiếu vào đây. Đó, bạn thấy là mình sẽ lấy focus bằng cách vặn cái này. Ở khoảng cách mà 2m thì cái hình ảnh từ cái beam này nó sẽ lớn khoảng 1m², khoảng 60 inch. Khi bạn mua cái beam thì nhà sản xuất sẽ tặng kèm chúng ta một cái tripod và một kẹp điện thoại. Tặng kèm nó để có cái góc nhìn tốt hơn. Bây giờ thì mình sẽ thử kết nối cái Samsung Galaxy Note 3 thông qua cái sợi cáp. Giờ mình gắn cái sợi cáp beam vô. Đầu còn lại mình gắn vào Note 3, vào cổng USB bình thường của Note 3. Và mình thử mở cái video lên thông qua cái ứng dụng video. Chúng ta có cái video Breaking Bad. Đây, mình sẽ đưa lên cao cho các bạn xem. Thì đây là khoảng cách gần 2m và chúng ta sẽ có thể chỉnh tiêu cự lại. Ở trong cái môi trường như thế này thì môi trường phòng làm việc thì đèn sẽ hơi tối, không đủ ánh sáng vào. Khi mà mình tắt đi thì bạn thấy là chất lượng khá là cao, độ phân giải là 480x800, lượng rất là tốt. Trong quá trình hoạt động thì bạn sẽ nghe cái tiếng nó hơi tiếng ồn của cái sản phẩm này, và pin nó dùng được khoảng 2 tiếng đồng hồ trước khi bạn phải sạc lại. Xin cảm ơn.